Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng review một cái dòng sản phẩm máy chiếu cao cấp được cung cấp bởi công ty máy chiếu VNPC. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn đó là dòng máy chiếu Sharp R50S. Đây là một trong những dòng máy chiếu mà được người sử dụng rất là ưa chuộng và tìm mua trong những thời gian vừa qua. XR50S là một dòng máy chiếu có cường độ sáng khoảng 2007 đến 2008 lumen với độ phân giải chuẩn là độ phân giải S Vega. Máy được thiết kế với đầy đủ các cổng từ phía bên trái qua, các bạn có thể thấy là cổng RS232, USB, monitor out, computer in, video và S video. Như vậy là chúng ta thấy được gần như đầy đủ các cổng kết nối. Về thiết kế thì các bạn thấy là cái màu trắng vẫn là màu chủ đạo của hầu hết các dòng máy chiếu Sharp tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và các bạn biết một điều rằng là máy chiếu Sharp hiện tại ở Việt Nam thì hầu hết là sử dụng cái công nghệ DLP, tức là cái công nghệ xử lý hình ảnh bằng một con chip, gọi là chúng ta hay còn gọi là con chip DMD. Cái nắp đậy trước ống kính này có tác dụng là ngăn chặn bụi bẩn cũng như là người giúp chúng ta ngắt trình chiếu tạm thời trong trường hợp mà chúng ta không muốn trình chiếu, chúng ta kéo nắp nhẹ nhàng lại và khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta gạt sang một bên. Để các bạn lưu ý là trong quá trình sử dụng, trong quá trình khởi động máy thì để máy hoàn toàn có thể khởi động được thì các bạn phải gạt hết sang một bên nha. Chứ nếu chúng ta gạt lưng chừng thì máy sẽ không khởi động. Đây là một con trong những vấn đề mà khách hàng hay gặp phải. Thì lần đầu tiên chúng ta khởi động thì các bạn có thể thấy được là máy chiếu Sharp nó hiện lên một cái màn hình hướng dẫn để cho chúng ta hướng dẫn cho chúng ta cách tùy chỉnh các thông số. Thì cái vệt sáng sẽ di chuyển đến các cái vị trí, ví dụ như chúng ta muốn chỉnh focus thì chúng ta muốn chỉnh như thế nào, và muốn chỉnh cái chiều cao của cái máy, hoặc là chúng ta muốn chỉnh zoom thì chúng ta chỉnh như thế nào. Thì để đi thẳng vào trong cái menu thì chúng ta bấm nút enter trên cái thân máy. Về thông số kỹ thuật thì máy chiếu Sharp XR50S thì có độ sáng khoảng 2007-2008 lumen, nhưng mà trên thực tế tôi thấy có thể nó sáng hơn rất nhiều so với những cái máy chiếu nó cùng cấu hình. Hiện tại tôi đang trình chiếu cái video từ một cái máy tính lên thì các bạn có thể thấy các cái thông số kỹ thuật trên máy nó hiện ra. Một cái tông là một chỉnh cái hình vuông, và Eco cho phép chúng ta lựa chọn cái chế độ bóng đèn, chúng ta có thể lựa chọn chế độ thông thường. Để vào cái menu đầy đủ thì các bạn chọn dòng Go to Complete menu. Về các thông số và những cái tùy chỉnh ở đây cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh các thông số liên quan đến cường độ sáng và độ tương phản, hoặc là chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các thông số khác như là tỷ lệ khung hình ở cái nền chiếu, setup guide. Một này là khi mà chúng ta khởi động nó sẽ hiện lên cái bảng hướng dẫn thì chúng ta nên off đi. Projector mode là tính năng này cho phép chúng ta có thể trong được máy, nếu chúng ta chọn là selling, và chúng ta để trên bàn thì chúng ta chọn là run, desktop run. Ngoài ra để lựa chọn các thông số khác, các bạn kéo tiếp đến cái menu Projector 1 và Projector 2 để tùy chỉnh các thông số trên này. Để biết thêm các thông tin, các bạn truy cập trang web là maychiếu.vn hoặc maychiếucũ.com. Xin cảm ơn các bạn đã cùng tôi review và đánh giá dòng sản phẩm máy chiếu này.